Tiếp tục thực hiện chủ trương không ngừng đổi mới, mở rộng hợp tác đầu tư, nâng sức cạnh tranh kinh doanh hiệu quả. Chiều ngày 27 tháng 10 tại cảng TCCT, tại khu vực Cái Mép Thị Vải đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép, công ty cổ phần Cảng Cát Lái và công ty KCTC Việt Nam. Công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép và công ty trách nhiệm hữu hạn KCTC Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Sự kiện này sau đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực, mà rõ nét nhất là việc TCCT cùng KCTC khai trương kho bãi với tổng diện tích 6,8 hectare tại khu vực Cái Mép Thị Vải, được hải quan công nhận là địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Điều này không những giúp tăng năng lực cơ sở hạ tầng bến bãi, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của TCCT, mà còn hỗ trợ các cảng trong khu vực Cái Mép Thị Vải có thêm điểm tập kết hàng hóa, giảm áp lực cho sản xuất. Trên nền tảng đã đạt được, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép, công ty cổ phần Cảng Cát Lái và công ty KCTC Việt Nam lần này tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác triển khai nhiều loại hình dịch vụ, dự án đầu tư xây dựng cho cả ba doanh nghiệp. Lễ ký biên bản ghi nhớ ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho rất nhiều hoạt động hợp tác giữa ba doanh nghiệp trong thời gian tới, mang lại các giá trị và lợi ích cho khách hàng thông qua các giải pháp logistics chọn gói, chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, cũng như các giá trị gia tăng cho cả ba bên, đồng thời đóng góp rất nhiều vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty trách nhiệm hữu hạn KCTC trực thuộc công ty KMTC được thành lập vào năm 1973 và là công ty logistics thuộc thế hệ đầu tiên của Hàn Quốc, có liên kết với các cơ sở cảng và trung tâm giao nhận hàng hóa trên khắp Hàn Quốc. KCTC Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2008, trở thành công ty con chủ chốt trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của KCTC, đóng vai trò quan trọng trong khối ASEAN. Hiện tại, trung tâm logistics Cái Mép của chúng tôi đã được chỉ định là khu cảng B của TCCT và đang được tái sinh như một doanh nghiệp lãnh đạo hậu cần mới trong khu vực mới cùng với TCCT. KCTC cam kết sẽ nỗ lực hết mình để phát triển thành công ty logistics hàng đầu khu vực Tân Cảng Cái Mép cùng với liên doanh cảng TCCT và cảng Cát Lái, đồng thời tích cực duy trì mối quan hệ với tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trong tương lai.